Mọi người biết không, trước đây á, Ni có nói với Mớm á, nếu mày coi tao là chị, mày gạt bỏ hai cái chữ từ thiện ra ngoài. Ví dụ mày có đi làm từ thiện, mày cũng không để YouTube quay. Dù YouTube có đi mày cũng phải trốn đi. Mà đã lỡ YouTube rồi là mày ngưng cái cuộc từ thiện đó liền. Cuộc đời của mày á, mày làm gì làm, mặc dù là mày làm từ thiện là mày lan tỏa cái sự lương thiện đến cho người khác á, mày lan tỏa cái thông điệp đó, nhưng em nên khắc nghiệp với bản thân để không ai dựa vô đó mà nói chuyện với em được. Em buôn bán thì em buôn bán, em lời ít, em ăn ít no dai em. Đừng để cái lấp liếm cái chuyện từ thiện. Cho nên tại sao á, mà Ni là cái người nói nó là kể từ hôm nay, nó rủ Ni mấy lần luôn đi từ thiện, những cái cuộc tổ chức lên báo truyền thông. Ni khác người lắm, Ni không có cho. Ni nói nếu mà có đi thì mày đi, chứ không có thể nào mà mình cấm cản nó. Nhưng vấn đề từ thiện ở đây á, ngưng đi. Cho nên khi mà đề nghị làm chủ tịch hiệp hội từ thiện là Ni nói tùy nha, chứ để mất công rồi bây giờ mình dính vô lại nói mình ganh tị. Còn cái chuyện mỹ phẩm, cái chuyện kinh tế là Ni cũng phải khắc nghiệt bản thân mình. Ni không có tham gia, Ni không có giới thiệu người này người kia. Mặc dù là Ni biết nó cũng tin Ni, nó nói chuyện giới thiệu nói không. Em tự kinh tế, em tự hỏi ý kiến mé tư, chị ba bình tinh, anh hai. Cái gì á, từng đi nước bước, từng bước đi á, cẩn trọng lắm mọi người. Sợ nói á, sợ đánh giá. Cho nên từ rày về sau, nó đã lên trên mạng nó nói rồi, từ rày về sau sẽ chắc chắn một điều, nó sẽ không có từ thiện để mọi người biết. Có đi, có làm thì từ lương tâm nó biết. Cho nên mọi người biết rằng cái phiên live này á, Ni nói với mọi người á, là truyền thông bắt đầu có một cái sự lệch hướng. Cho nên Ni phải lên Ni nói, đâu phải là anh của Ni, anh của ông Mớm. Cái gì Ni che đậy, Ni che đậy đã một năm nay rồi, hơn một năm rồi, ai cũng biết hết á. Không phải không ai biết, nhưng người ta dị tình, người ta bỏ qua. Thì vừa phải thôi. Nếu người trong cuộc sẽ biết, tại sao ngày, cái đêm tụ họp lại, má Tư không đi, Ni là cái người đi cùng Mớm, cùng ảnh luôn đó. Cho nên nó mới kế sự ra, xảy ra cái việc bất ngờ này. Cho nên con Mớm nó lo, nó sợ lúng vô. Nhưng mà đâu có thể nào mà ngăn cản được khi người ta quyết định. Bởi vì Ni nói rồi, đồng tiền nó sắc bén lắm mọi người. Khi mà yêu tiền quá đó, nó cắt đứt mọi thứ đó, mình cản không được. Thấy ghê không? Lên Mớm mới lên khóc cũng không cho. Khóc là lấy tình thương. Kệ nó đi, anh Kim Hồ.
Hôm nay á, cái phiên live này nè, cần cần về cả sinh con sinh mẹ gì vô đây cỡ đi, mọi người đừng có quan tâm. Mọi người nói đi, mạnh mẽ lắm thì mạnh mẽ, thì có mạnh mẽ tinh thần lúc này cũng chiến đấu, nhưng mệt nha, thú thật là mệt nha, người trong gia đình là thấy mệt nha. Cho nên khi gặp chuyện á, mọi người đừng nói là ừ hùa nhau, không có hùa nhau đâu, mà mọi người trong gia đình biết hết rồi, xảy ra bao nhiêu chuyện rồi, che đậy che lấp cho rồi, không có gọi là hùa nhau đâu. Thì kêu ông này qua đây, sao em cứ hay vậy quá, em kêu ông người Hoa nào qua đây, người Hoa gì chồng con Hường chứ gì mà qua đây. Cái người lừa đảo mà chị đi sợ cái người lừa đảo hả em? Em ngộ quá vậy? Mấy em có óc có não không? Sao lúc nào cũng vậy hết vậy? Về lo cho cha cho mẹ mình đi. Không có đâu chị, em nãy em thấy mớm đó. Nó ngồi hôm nay nó rưng 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 cái tự nhiên. Em đang không có, nhiều khi em cũng mệt chứ. Trong nhà là em mệt thiệt á. Vũ Hồng Sông Linh, mấy mẹ cảm giác khi mà thương mớm rồi á, cái người này tới muốn cấu xé nó, cái ni thấy rồi ni đẩy ra vô thâu tóm, muốn nhập hàng, muốn đặc quyền tin tức, muốn cái gì, làm sao ni để im được, thì có ghét ni chịu, buộc phải ghét, buộc phải đẩy đi rồi thì tất nhiên là bị ghét rồi, và ni chấp nhận điều đó, chẳng có gì là ni phải mệt mỏi hết trơn. Vô thương thật thì ni để, ni chấp nhận, nói ni chiếm đoạt đặc quyền nó cũng được, bởi vì sao, ni đâu có lợi gì nó đâu. Ni đọc quyền vì tình thương, ni chiếm đoạt nó vì tình thương, ni để nó trong phạm vi an toàn. Nhưng đó là người ngoài, ni có thể đẩy người ngoài, nhưng người trong nhà có đôi lúc ni dị nể, ni không có lên tiếng. Thì bây giờ tới ngày hôm nay, má Tư là người lớn, là người hiểu rõ câu chuyện nhất. Chứ một mình ni đâu có thể che cả bầu trời, muốn lên nói mông nói cụi, muốn dẫn dắt là dẫn dắt được đâu. Tại sao nó có cái phiên live ngày hôm nay, tại sao cái sự việc nó đi đến ngày hôm nay, không phải là do ni với Loan. Ni đã nói rồi, bình yên, ai cũng muốn bình yên hết á. Nhưng mà có những người á, họ rời đi rồi họ mang một cái tư thù cá nhân rất là khốc liệt. Chứ ai hạnh phúc mà không vui? Ví dụ anh cũng mớm nó hạnh phúc, mà Ni cũng coi là anh hạnh phúc, ai không vui? Mọi người thấy Ni nói đúng không? Cái đêm khủng khiếp đó là gì? Chính ảnh là người gọi Ni mà. Có đôi lúc anh cũng yếu lòng á, chứ còn bình thường nếu không có đêm đó thì sự việc xảy ra tới ngày hôm nay thì nó quá bình thường.
Má Tư lúc nào cũng hoan hỷ hết. Ai đến với Loan, má Tư cũng đều trân trọng hoan hỷ hết. Đã yêu thương á, mớm á, người nào tới giúp nó thật lòng á, sẽ yêu thương luôn người đó. Chứ không phải mà mang trong lòng một cái sự sân si, đố kỵ, ích kỷ thì khó gần lắm. Người làm trời nhìn, trời nhìn rồi đó. Chú Năm thấy rồi đó. Chú Năm thấu hiểu luôn đó. Đi đến đoạn đường cuối, kiếm người bạn tốt đã khó rồi, giữ được người bạn tốt rất là khó nha mọi người. Đi đến đoạn đường cuối rồi á, đầu phải bê tông cốt thép, đầu phải cứng, chứ không là chắc văng tám quánh rồi mọi người. Văng từ cái thời đầu rồi, không thời đầu thì đi tới đoạn đường giữa là cũng đi rồi, chứ không phải là tới cuối tới này đâu. Có gì đâu nó phải giấu đi. Mà ở trong nhà sân si, muốn hơn thua, lúc nào cũng hơn thua, lúc nào sợ em biết luôn á. Trong cái ghi âm em biết luôn á. Em biết á, là khi mọi người tung hô em quá, mọi người yêu thương em quá, anh sẽ lên livestream. Em biết luôn trong cái bữa ăn mà lúc mà về ở đâu ta, lúc mà tụ tập ở đâu mà lúc mà tất cả YouTube ngồi á, anh nói là em cũng chạnh lòng rồi nhưng em im á. Anh sợ mọi người thương em đúng không, sợ mọi người nâng em lên đúng không. Nhưng em chỉ nhắc cho anh nhớ một câu, một cái sự chân thành thế này nè: hết drama này em sẽ biến khỏi mạng xã hội, chứ không phải để vô mớm, để vô drama mọi người tung hô em, rồi em trở thành một vĩ nhân, một nhân vật coi như là tầm cỡ trong showbiz để em chạy show, hoặc là em mở một cái thương hiệu mỹ phẩm hay là một cái thương hiệu gì đó, một cái nhãn hàng nào đó để em lợi dụng cái sự nổi tiếng của em mà em buôn bán. Và tới bây giờ em cũng chưa bao giờ em nhìn nhận mình là nổi tiếng cả. Sau cái drama này không ai nhớ em hết á, không ai biết em là ai hết á. Cho nên đừng có nghĩ là sau khi anh sẽ họp báo, anh sẽ công bố và anh kể câu chuyện như thế nào, và mỗi câu chuyện anh kể nó đều không có sự thật, anh đều thêm vô trong đó. Anh không dám đối diện sự thật mà anh biết rồi. Câu chuyện không phải là giữa em với anh biết, mà rất là nhiều người trong gia đình biết, nhưng họ im lặng. Anh muốn nghe cái ghi âm một tiếng mấy không? 47 phút chứ. Em mở cho anh nghe, em không bao giờ em công bố trên mạng đâu. Nhưng em nghe cái ghi âm này nó đau hơn, thấu lòng, mới nát lòng em còn hơn ghi âm mà con tắc kè bông nó gơi nó đơ lên nữa. Anh tưởng em không có hả? Anh muốn không? Anh muốn em mở cho anh nghe không? Em mở một đoạn, nếu mà anh theo dõi livestream em mở một đoạn cho anh nghe nha. Thì anh nghĩ á, anh sẽ là cái người xin lỗi em, hay là em là cái người xin lỗi anh? Anh biết tại sao mà gia đình bây giờ họ lại dùng cái từ là họ biết được cái sự khổ nhọc của em mà họ binh vực em không? Nếu em đến với mớm vì lợi ích, em đến với sự giả dối, em mở cho anh nghe một đoạn nha. Anh có kiện thì kiện em đi, tại vì cái ghi âm này ở trong nhà đưa cho em nghe đó. Rồi anh thấy anh đối xử với em như vậy á, như anh là em, anh có buồn không? Anh có bị tổn thương không? Nếu ba mẹ mà nghe cái âm này á, có kéo em về không? Tại sao anh đối xử với em như vậy?
Em mở đoạn đầu cho anh nghe thôi.